Hồng Thanh lên chùa tu tâm dưỡng tính hậu chia tay DJ Mie, diện mạo khác lạ, hết mình làm việc này. Thời gian qua, Hồng Thanh gây chú ý sau khi kết thúc mối tình 3 năm với DJ Mie và lùm xùm tiền vé đất phương Nam. Gần đây, nam diễn viên thường xuyên xuất hiện tại chùa, đặc biệt mới đây nhất anh còn gây lo lắng vì diện mạo khác lạ. Mới đây, trong những hình ảnh được Hồng Thanh đích thân chia sẻ, nam diễn viên đã bất ngờ xuất hiện tại một ngôi chùa. Tại đây, Hồng Thanh làm các hoạt động công quả, đồng thời chia sẻ và biểu diễn cho các học viên tham dự khóa tu. Không chỉ trò chuyện với các sư thầy, tự tay chuẩn bị bữa ăn, Hồng Thanh còn được dịp biểu diễn và chia sẻ với học viên nhiều câu chuyện ý nghĩa. Đáng nói hơn cả, một số netizen còn tình ý phát hiện diện mạo của Hồng Thanh có phần hốc hác và gầy gò hơn trước, đặc biệt là sau quãng thời gian chia tay DJ Mie, tình trạng của Hồng Thanh khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Nhiều khán giả còn để lại bình luận mong anh chàng sẽ sớm quay trở lại với phim ảnh, sân khấu sau khi bình tâm hậu giai đoạn chia tay. Trở thành quán quân cuộc thi Cười Xuyên Việt, Hồng Thanh dần trở thành một cái tên quen thuộc với khán giả. Sau bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp, anh có nhiều cơ hội hơn. Hồng Thanh cũng đã bỏ túi một số vai diễn trong các bộ phim lớn nhỏ. Về chuyện yêu đương, anh gây chú ý với mối tình 3 năm bên DJ Mie. Thời gian vừa qua, Hồng Thanh gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ trả lại tiền vé gấp đôi nếu ai chê hoặc cho rằng xem bộ phim Đất Rừng Phương Nam phí tiền. Phát ngôn này khiến nam diễn viên bị chỉ trích và sau đó phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời thực hiện đúng lời hứa, đền tiền hơn 100 triệu đồng cho những khán giả không hài lòng sau khi xem phim. Sau đó, Hồng Thanh tiếp tục gây chú ý trước thông tin chia tay DJ Mie sau 3 năm đồng hành. Cả hai chính thức hẹn hò từ năm 2020 sau khi gặp gỡ trong một chương trình giải trí. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên đăng tải những video clip hài hước ghi lại cuộc sống hạnh phúc bên nhau khiến công chúng thích thú. Trong thời gian yêu, Hồng Thanh cũng bị gắn mác sống dựa bạn gái. Nói về thông tin này, quán quân Cười Xuyên Việt cho hay, tính chất công việc của tôi và Mie khác nhau, cô ấy đi show vào mỗi tuần, mỗi tháng. Với người diễn, các dự án có khi khởi động trong âm thầm và chỉ bung khi đã hoàn thành. Tôi chưa phải là ngôi sao, nhưng tự tin bản thân có chỗ đứng, công việc riêng của mình. Tôi nghĩ một mối quan hệ bền vững là mối quan hệ cả hai cùng cố gắng phát triển sự nghiệp và có thể lo lắng, chăm sóc cho nhau. Khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, hai người không ngại thể hiện cử chỉ tình cảm thân mật. Tuy nhiên, cũng có những bình luận tiêu cực cho rằng cặp đôi không xứng lứa vừa đôi. Bất chấp điều này, Hồng Thanh và Mie vẫn ở bên nhau hơn 3 năm trước khi chính thức nói lời chia tay hồi tháng 8 năm 2023. Theo đó, đại diện của Hồng Thanh và DJ Mie xác nhận cả hai chia tay vào đầu năm 2023, sau đó cặp đôi cho nhau cơ hội qua lại, xem có thể cùng với nhau đi tiếp không, nhưng vì hết duyên nên dừng lại trong vui vẻ. Thực tế thời điểm chia tay chính xác là khoảng tháng 8, hiện tại cả hai vẫn là đồng nghiệp cùng công ty nên luôn cùng đồng hành với nhau, bây giờ và kể cả các dự án sau này. Sau chia tay, Mie hạn chế chia sẻ thông tin đời tư trên trang cá nhân, thay vào đó cô đăng tải hình ảnh đời thường và công việc hiện tại. Khác với người yêu cũ, Hồng Thanh lại không có động thái gì trên trang cá nhân kể từ khi đường ai nấy đi.